chị không muốn ôm thôi chị. Về cái đầu này sợ nở cái tối nay. Bye bye chị. Bye chị. Vô nha. Dính quá nha chị. Bye bye chị. Dơ nha. Trời ơi, dính quá nha. Dính quá nha chị. Chuyện nào tới chị ta? Sao chị có đàn con thu đô là được rồi. Nhỏ luôn hay. Lại đây. Mày dám tặng kia đôi dép nào. Mày dám mi đi. Chị à, ớt hả? Mày dám mi đi á. Mày dám chị. Dễ thương nhở. Dễ thương nhở. Chị không mớm nha. Mà chị chồng chị dễ thương lắm. Nhìn chị quá trời dễ cứng quá. Mà thôi nha, mai mốt đừng đi nữa nha. Trễ lắm mấy đứa. Đâu còn sớm lắm. Ừ, như mấy đứa cố tình đi vậy xong rồi mấy đứa đi chơi đêm đúng không? À. Tụi em sắp đi ba nè chị. Dạ tụi em đi ba. Có mấy đứa học đủ 18 thì bỏ nhà chứ đứa nào đủ là đi ba hết á. Chứ đâu chị có đủ không? Hồi xưa mà chị còn trẻ nhưng mấy đứa chị cũng hay vậy. Chị nói chuyện với trang mà kia làm như mấy bà già mới, lắm. Mới 32 tuổi mà trẻ mà chị. Mới 32 tuổi trời ơi. Em nhỏ chị có mười mấy tuổi à. Thôi chị cảm ơn mấy đứa, bye bye mấy đứa. Bye bye mấy đứa. Chị.